Hello, xin chào tất cả mọi người. Lâu quá không có đăng clip mà mất tương tác. Này cuối năm xả vài món, xả ra lỗ luôn. Anh em chú bác thấy gì, máy nào được thì thấy ha, là xả lỗ luôn. Đây là cưa kiếm ha, kim mô. Có điều tóc nữa, gà nhanh. Rồi cái này giờ xả luôn 400k máy bên sạc ha. Còn này cái vít u lông gốc nè, đầu 38 ha. Cái này không có vỏ pin. Rồi 300.000. Còn mới ha. Sống nha, bao sống hết nè. Thử rồi, tại không có vỏ pin. Cái này vô lông Panasonic ha. À, như 14, 18 luôn. 14, 18 luôn ha. Cái này nó mất tem đó rồi. Cái này sống nha. Vô lông 1, 2. Năm 550 nha, thân máy. Cái này khoan 13 ly 7440 ha. Rồi thân máy 300. Cái này 6506 ha. Cái này hơi kia bạc đạn chút. Rồi, thân máy 200. Này bán lỗ luôn. Bán có 5 cho hết. Cái này cái Đài Loan ha. Nguyên chức năng nha. Đầu cứng. Rồi, 200. Cái này Adman 12V tan rồi, đầu cứng nha, mấy cái này là full chức năng hết nha. 200 luôn, bán cho lỗ. Cái này có đất cơ này, lên pin rồi nha, nó sạc adapter nè. Nhân bán máy pin nha, 150 lên máy lỗ cho lẹ. Cái này pin sẵn nha, cái sẵn là sạc USB ha, có đèn rồi luôn, đèn led ở trên. Cái này cũng mới nha, MDF001 Makita ha. Cái này về mà lấy cái sạc điện thoại sạc được. Để chơi mà cuối năm mà bán luôn cho rồi, máy nhiều. Rồi. Rồi. 300 máy pin sẵn trong nha, không sạc luôn. Nhìn nó sạc thôi, sạc chứ. Pin này lâu lắm rồi không còn. Số 507 kêu bạc đạn 250. Nhanh gọn lẹ, mất tem. Hitachi 12DM2 mua chiếc này hết nha, cái này có sơn cái đầu chụp cái này đẹp ha. Thang rời 12V đèn pin hư nhưng ngoại hình còn đẹp, này vô dầu mỡ rồi nha. Rồi cái này bán thân máy 300 ha. Cái này không biết còn. Cái này cái không than Kimo. Cái này không biết không bị gì, để lại coi lại.
Cây này là cây nhà máy như Made in Japan. Ừ. 043. Cái này chạy đua nhanh lắm. 3,5. Cái này mình để gì dẫn dít nhẹ nhẹ được. Nhỏ gọn. Nhỏ hơn cây DM2 nữa. Rồi. Cái này thì ít thấy nha. Cái này thang máy 500. Rồi. Còn nhiều lắm ta. Máy thì còn nhiều lắm chưa dọn. Rồi thôi như đó thôi. Ngày bữa đăng tiếp, đăng lâu lâu cho anh em chú bác coi. Còn máy nằm lũ khủ ở đây. Rồi lâu quá không đăng, đăng thì cho anh em chú bác cho xin một đăng ký ha. Lâu rồi không có quay mất đăng ký ha. Rồi, rồi cảm ơn. Rồi, cái giá mình có nói trên liên hệ qua số 0976 059 606 Zalo nhắn tin, ai muốn mua gì đăng nhắn tin thì. Rồi, rồi, cảm ơn nhiều.